gì đấy? Ồ, cái này là gì vậy? Ý, ý, wow, củ gừng già. Ồ, gì là cái củ gừng gốc quá. Ồ, cái nè, già khú luôn. Ồ, đâu có biết là nó nằm ở đây. À, khi mà nó rụng hết lá, tôi đâu có nhìn thấy nó đâu nữa. Đào luôn ha, cũng đào luôn. Bây giờ là cuối mùa thu rồi, đào luôn. Ok, ra củ bự đó chứ. Làm bây giờ khó làm, có con chó con khó làm quá. Ồ, bự ạ. Đi tới tài luôn, giờ quá. Nè, trời ơi, mình có gần này bự á. Wow, gãy ơi. Trời ơi, nó ăn tất cả của mình. Đây, ra, ra. Nucky, Nucky, Nucky đừng. Gãy từng đi. Dạ, bữa nay gần của mình được nhiều chứ. Nè. Vậy thì không có nói chuyện mà rốt cuộc cũng phải nói với con chó này á. Chó này phá quá nè, chó con hả. Ôn ô dơ, hay luôn, đi vô nhà. I can't do it. I can't do it when you are around. No, I have to go now. Oh, I have to go. Ok, mình nghỉ ở đây nha. Tại cái chó nó phá quá trời. Trong cái bụi này chắc có là còn nhiều xu nữa. Thôi mình tạm ngưng ở đây ha. Chó phá quá.